Chào mừng các bạn trở lại với kênh Ngọc Ngọc. Hôm nay thì mình sẽ review về cái sản phẩm của nhà Antipo, một nhãn hàng đến từ New Zealand. Và cái sản phẩm này nó gọi là cái serum chống oxy hóa. Và cái sản phẩm này thì mình đánh giá rất rất là cao, bởi vì nó là thuộc phân khúc cao cấp, cũng như là đem lại hiệu quả rất là rõ ràng. Với một chai 10ml như vậy thì mình sẽ chỉ có thể sử dụng được trong khoảng tầm 1 tháng đổ lại thôi. Nhưng mà ý là các bạn sử dụng cách ngày và xen kẽ với những sản phẩm về peptic hoặc là retinoid để mà tăng cái hiệu quả vừa chống oxy hóa vừa chống mà lão hóa. Nếu mà các bạn muốn sử dụng trong thời gian dài hơn thì các bạn có thể cân nhắc về cái size 30ml. Giá của chai mini này thì nó sẽ là 300.000. Nếu mà có sale thì nó sẽ giảm được khoảng đâu đó 5-10% ở trên trang Beauty Zone. Còn cái chai 30ml á, thì mình thấy giá là 900.000. Nhưng mà có một điều đáng buồn là hiện tại bây giờ cả hai size đều đã hết hàng rồi. Thì các bạn nếu mà muốn mua hàng á, các bạn có thể contact trực tiếp với lại bên Beauty Zone ha. Và mình sẽ để đường link cũng như là thông tin chi tiết ở dưới phần mô tả nè. Về cái hiệu quả của sản phẩm này thì mình đánh giá là được 9.5 luôn. Chỉ có trừ 0.5 bởi vì cái mùi nó cực kỳ khó chịu. Nhưng mà bù lại thì hiệu quả quá là ok. Và các bạn có thể trông thấy được hiệu quả chỉ sau 3 ngày sử dụng. Hay là mình không phải nói điêu nha, mà mình đã test thử luôn. Mình không có sử dụng kèm với bất kỳ một sản phẩm nào khác ngoài trừ kem dưỡng á. Thì mình thấy là cái hiệu quả về khả năng làm khỏe da tốt nè, rõ ràng. Thêm một cái điểm đáng ghi nhận của sản phẩm này nữa là khi mà các bạn kết hợp với những cái dòng về peptic nè hoặc là retinoid á, thì nó lại gọi là cộng hưởng để phát huy tác dụng gấp 2 lần so với bình thường. Và sự hợp sản phẩm này với những cái dòng sản phẩm khác thì mình thấy là nó cũng không có gọi là quá khó khăn. Chỉ là các bạn không nên sử dụng retinoid hoặc là vitamin C trực tiếp chung với lại cái sản phẩm này, bởi vì nó là chất chống oxy hóa mà, đúng không? Nên là tốt nhất thì mình nên sử dụng riêng sản phẩm này với một loại kem dưỡng là nó đã ok rồi. Các bạn đừng có ham mà mix nhiều, quá nhiều loại sản phẩm trong cùng một lần chăm sóc da, thì nó dễ dẫn đến tình trạng là kích ứng da, cũng như là nó làm giảm cái hiệu quả của những loại serum hoặc là kem dưỡng đó. Về thành phần thì mình thật sự là cực kỳ thích cái bản thành phần của sản phẩm này luôn. Để có rất là nhiều chất đảm bảo cho da của bạn được bảo vệ và chống lại những cái tác nhân gây hại của môi trường lên da của bạn. Ví dụ như vitamin E nè, chiết xuất của quả nho đó. Thì các bạn biết mà, quả nho sẽ có nhiều cái chất chống oxy hóa, đúng không? Rồi có cà phê cherry nè, quả kiwi nè, hạt của quả mâm xôi, rồi dầu hoa hướng dương, cũng như là chiết xuất của trái acai và rất là nhiều khác nữa, thì mình sẽ để ở đây cho các bạn rõ. Thì nói tóm gọn lại thì các bản thành phần của nó sẽ gồm là vitamin E, vitamin D cũng như là những chất dưỡng ẩm, và chủ yếu là tập trung là làm khỏe da, chống oxy hóa, và nó không có gây kích ứng gì cho da của bạn hết. Khi mà mình sử dụng á, thì mình thấy là cái sản phẩm này nó hấp thu cực kỳ nhanh. Các bạn chỉ cần nhỏ một vài giọt lên mặt thôi, xong các bạn thoa thì trong khoảng tầm 5 giây đổ lại thì gần như là nó sẽ thấm hết vào da của mình rất là nhanh rồi. Khi mình đọc bản thành phần thì nó có cái tên là benzyl alcohol. Thì nếu mà các bạn nào mà sợ vấn đề mà có cồn trong sản phẩm á, thì các bạn cũng có thể yên tâm, bởi vì cái dòng benzyl nó cũng thuộc là không có gây hại cho da, nó chỉ giúp là bảo vệ sản phẩm và nó tăng cái độ hấp thu nhanh hơn chút xíu thôi. Mình nghĩ cái điều này thì nó sẽ đem lại cái lợi cho những bạn nào mà có tuyết da dầu và dễ bị mụn, bởi vì sản phẩm nó hấp thu rất là nhanh, nó không có gây nhờn rất trên da của các bạn. Những bạn nào mà đang trong thời gian bị mụn lên nhiều á, thì các bạn vẫn có thể sử dụng sản phẩm này, bởi vì nó có cái chất chống oxy hóa, vitamin E cũng như là vitamin D, thì nó sẽ làm cho da của mình được khỏe nè, mau lành, cũng như là nó sẽ không có làm cho tình trạng sưng tấy nó diễn ra kéo dài. Chính vì vậy đây là một sản phẩm hiếm hoi mà mình tích cực khuyên các bạn nên mua để sử dụng nha. Hey, that's pretty good. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nếu mà các bạn có bất kỳ ý kiến gì về sản phẩm này hay là các bạn muốn mình review thêm những cái dòng về organic á, thì các bạn nhớ để lại bình luận phía bên dưới nha. À, đừng quên nhấn nút subscribe để mình ủng hộ mình nữa nha.